mình rất là mình. Mình đang ở đây để con đây em mình. Mình là gấu. Hôm nay mình sẽ làm kem. Món mà các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà là kem kiểu khác cơ. Đúng rồi. Các bạn nhìn là biết. Đây. Là nước cam. Sợi tinh. Đây. Coca. Mirinda màu xanh. Các bạn cũng biết rồi, mình sẽ làm kem bằng nước ngọt. Đây, đây là phun kem. Phun kem. Để đổ nước vào các bạn. Đây này, ở đây có hai cái màu xanh nè. Hai cái màu xanh lá cây này. Và bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Get go. Get go. Các bạn cứ ra ngoài ăn đấy thì các bạn thèm mua đúng không? Mình cũng biết, nhưng mà ăn cái đấy nó sẽ rất là ngán. Hôm nay mình sẽ thử làm kem nước ngọt này xem nó có ngán hơn ở ngoài kia không. Thì mình đang thèm, nhưng mà phải đợi 3 tiếng trong tủ lạnh cơ. Thôi, cứ làm đi đã. Chắc đợi 3 là tiếng. Không ngán đâu. Ừ, đúng rồi, chắc là không ngán đâu. Ngán. Sướng. Sướng. Bây giờ mình sẽ làm nhá. Ăn ở nhà không mất tiền. Đúng rồi, ăn ở nhà miễn phí mất, không mất tiền. Đấy nhá, cứ đổi nào. Đổi đấy à. Mình sẽ đổi nhá. À, mình giới thiệu màu đã. Đây là màu xanh lá cây. Bên đây trong là màu xanh đỏ. Đây là màu đỏ, bên trong màu nâu. Đây là màu đỏ, bên trong màu đỏ. Đây là màu cam, cam trắng. Ở trong là cam. Đây là có 4 cái kem là 4 màu đúng không? Vâng. Nhưng mà ở đây có 2 màu giống nhau. Thì một màu bên trong là màu nâu, một màu bên trong là màu đỏ. Ảo thật đấy. Sợ lắm. Lúc đầu hồi xưa mình bé, mình cứ uống coca, cứ tưởng là bên trong màu đỏ. Hóa ra khi đổ ra màu nâu. Màu đen. Màu nâu. Đen. Đây mình đã bảo đen rồi. Mình sẽ đổ đây nhá. Lâu, lâu không chiến đâu anh. Như các bạn. Cẩn thận đấy bố. Cẩn thận. Cẩn thận là chúng ta đã hoàn thành. Cô ca hoàn thành. Xin lỗi. Mình sẽ cho màu xanh ở đây. Màu xanh là coca cola. Coca cola. Còn mirinda. Mirinda là màu xanh lá cây. Rất. Uống thử miếng cho cô, uống thử miếng cô khát lắm. Thì mùi. Lạnh quá. Ngon. Ngon. Nhưng làm kem còn ngon hơn các bạn. Xanh lá cây. Xanh lá cây. Kem màu xanh lá cây. Đúng rồi các trời bạn. Trời đây. Ok, hai cái này để đây. Còn hai cái này thì các bạn ơi, bây giờ mình làm hai cái này rồi, bây giờ mình sẽ làm hai cái này. À, mở ra uống cho khoái. Khoái rồi. Xong rồi làm tiếp cho mạnh. Làm một cốc đi. Rồi. Ghê rồi gấu ơi. Bây giờ mình phải làm hai cái để mình còn ăn. Đây là sờ tinh. Sờ tinh. Sờ tinh. Sờ tinh ở ngoài một kêu tua lại còn thơm thơm mùi dâu dâu ấy. Dâu. Ngon. Thơm lắm các bạn ạ. Mùi dâu luôn. Mùi dâu chắc có một đỏ. Đúng rồi, màu đỏ mà. Màu đỏ em, anh Tuấn lại vài em yêu thích luôn. Một cái kem màu đỏ nữa. Một cái kem màu đỏ. Ê, chắc là màu đỏ giống như vị màu lâu lắm. Tại nó có nước bọt mà. Ừ, cái này bây giờ đến cái này cho gấu uống thử một hớp xem nó có ngọt không. Chất ngọt. Ừ, ngọt lắm các bạn ạ. Bây giờ đến Twister. Đi đến Twister can nha các bạn. Twister quả. Twister can. Chopica. Chopica. Đây có một cái kem màu vàng. À, một can như các bạn mình nhìn nhầm luôn. Xong, cục nước ngọt. Cái này nhá, đừng có vứt đi. Cái này nhá, phải để dành. Không, để trong tủ lạnh. Khi nào mình ăn xong rồi mình lại làm tiếp, mình lại uống tiếp. Đấy. Mình sẽ làm xong rồi. À, ở đây là màu nâu này. Màu xanh lá cây này. Đây. Đây là hai màu nhá. Xanh lá cây, đỏ như kiểu đi xong rừng.
Còn đây là màu cam hồ đen. Bây giờ mình phải cho tủ lạnh 3 tiếng đồng hồ. Sau khi đợi 3 tiếng đồng hồ mình sẽ uống. Mình thử uống thôi. Mình uống xong rồi xem cảm giác khi uống như thế nào nhá. Mình sẽ cho tủ lạnh đây. Tủ lạnh nhà mình làm bằng banana sonic. Nếu như kem vào thì chỉ có 2 tiếng thôi, không phải 3 tiếng đâu. Tại vì ở đây có là nhanh này đấy. Còn đây là ngăn đá của mình. Đúng rồi. Đấy. Toàn mấy cái... Đây. Cái mấy cái này chật quá thì mình phải để ở dưới đây. Phải nhẹ nhàng, cẩn thận. Nhẹ nhàng tình cảm. Ừ, đúng rồi, nhẹ nhàng tình cảm. Thật đồ. Cẩn thận đấy. Thật đồ là mất cái mà cẩn mất cái mà ăn đấy các bạn. Cẩn thận. Cái này cũng phải cẩn thận. Đúng rồi. Xong rồi. Bắt đầu chờ thôi. Sau khi mình chơi vào thì mình phải đợi đến tối để ăn cơm xong rồi ra đây, ra lấy ra ăn với bức cứng. Còn 3 tiếng thì nó vẫn đang mềm mại, xong khi bốc ra thì nó vỡ ra rồi các bạn ạ. Phải đợi 3 tiếng. À, phải đợi đến tối nhá các bạn. The next day. Các bạn ơi, vừa mình đi học về tại vì tối hôm qua mình quên mất là ăn xong không lấy kem ra ăn. Nhưng mà không sao, hôm qua là không có nắng, không đá. Tại vì hôm qua lạnh, hôm nay nóng, ăn vào với đá. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra kem mình được chưa nhá. Ui, lạnh, cái... Ui, có hai kem trồi lên. Ui, coca ấy. Ui, cái kem coca trồi lên kìa các bạn. Mà cái kem coca không trồi lên. Mình sẽ ra kiểm tra nhé. Kiểm tra. Đây là kem. Kem bất động. Mình sẽ rút kem. Oh my god. Cái này chặt quá các bạn. Thôi, mình tạm ăn cái này trước. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng nhá. Mình sẽ ăn con cô bảy Mirinda đi. Thơm quá các bạn. Thơm như này không ăn thì phí. Lạnh quá. Ra ngày ban công ăn với hàng ngoan. Nó sợ nó tan á. Không tan mình để trong đây. Không tan mình để đây. Ui, mình cắn một miếng như kiểu mình mới uống nước ấy các bạn. Ngon. Chua, vị ấy chua. Đây là kem tự chế tạo. Để ơi, mình sẽ ăn coca. Ăn vui.